Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Con Vlog. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ các bạn nhá. Đó thì hôm nay là một video anh em không phải làm diều bằng carbon nữa, mà cũng không phải làm diều bằng carbon nữa anh em ạ. Hôm nay sẽ làm diều bằng tre anh em nhá. Đó, thì đây gọi là tre nhưng mà đây sẽ là luồng anh em ạ. Ok, thì đội Trà Châu từ lúc làm video của mình đến bây giờ là đội Trà Châu chưa làm diều bằng tre, bằng luồng bao giờ. Thì hôm nay mình sẽ thử thách hai bạn trẻ này làm diều bằng luồng anh em nhá. Diều này là diều 1,5 m như này, đúng không? Đấy, diều 1,5 m. Và sẽ làm theo tùy thích, đuôi cá hay đại trà tùy thích. Nếu mà con diều này lên được, này, nếu con diều này lên được, anh sẽ gửi tặng cho các em 200.000. 500.000 được chưa? Ok. Đấy, đội này là cứ phải nhiều tiền anh em ạ. Đó, thì để mà thực hiện tốt cái video này ấy, thì mình sẽ nhờ đến ông mình là chỉa cho anh em mình cây luồng ra anh em nhá. Ok các bạn ơi, bây giờ vào việc thôi. Các bạn nhớ xem và like và đăng ký kênh cho mình nha. Ok. Đó các bạn ơi, thì bây giờ ông mình đang nói chung là những cái mà phương pháp mà trẻ tre ấy với luồng ấy thì mình phải nhờ đến các cụ anh em nhá. Đó, bởi vì thanh niên mà mình là chưa có kinh nghiệm về những cái vấn đề này. Đó, thì phải nhờ ông mình. Đấy, ông mình trẻ cho cây luồng này. Và luồng này thì nó rất là mỏng, nó không như tre anh em nhá. Mà đặc biệt là con luồng này là còn là luồng cái anh em ạ. Rất là mềm và mỏng. Thì mình sẽ lấy cái đoạn dưới gốc này mình làm này anh em này. Đó, ok. Đó, ok các bạn ơi. Thì sau khi mà ông mình cùng kết hợp với anh em khi mà đã chuẩn bị ra hai bộ này rồi. Đó, đây là một khung này. Đó, đây là một khung. Và đây là một khung. Hai nghệ nhân của chúng ta đang tích cực vót tre. Và đây là khung cái anh em nhá. Đó, sự hỗ trợ của ông rất là gọi là ok. Chỉ có ông hỗ trợ được thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn. Và con diều này các em định làm con diều gì đấy em? Em sẽ làm một con diều chính Mỹ ấy. Chính Mỹ hả? Đó thì hai người sẽ gộp vào và sẽ phải thỏa thuận lại với nhau là làm một con diều anh em nhá. Đó chứ không phải một người thích đuôi cá với một người chính Mỹ được. Đó, các em đã sẵn sàng chưa? Đó các bạn ơi, hôm nay là một thử thách gọi là khá là khó khăn đối với các em trẻ trâu anh em nhé. Bởi vì thường thường các em hay làm diều cắp quang thì nó chỉ cần cắt ra và cân giữa là nó sẽ làm được luôn. Nhưng đây thì diều luồng này các em phải vót từng tí một và đo từng tí một. Và bây giờ phải đo giữa này, rồi vót từ giữa vót ra ngoài. Đó, hôm nay thử thách rất là khó và các em đã đảm nhận cái thử thách này. Hy vọng là các em làm con diều này sẽ lên, bởi vì là dự tính con diều này sẽ hoàn thành trong 2 ngày anh em nhá. Ok.
Ok anh em ơi, sau một thời gian mẹ rất là khổ luôn anh em ạ. Đó thì hai anh em đã làm xong con diều chính Mỹ anh em nhá. Đó, anh em đã thỏa thuận làm con diều chính Mỹ và anh em nhìn này, đấy, cho thẳng lên. Mình nhìn khá là cân anh em ạ, khá là cân luôn. Và chiếc đuôi thì anh em đã lấy bằng cáp quang anh em nhá. Đấy, đuôi thì lại quá là dễ dàng rồi. Nếu mà vót bằng tre thì mình nghĩ các em sẽ không uốn được như này đâu. Mà mình đang khâm phục các em là các em làm bên trên quá là đẹp luôn anh em ơi. Anh em nhìn vót này. Đấy, anh em nhìn đường vót này, từ to ra đến bé này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, từ to ra bé luôn. Và cái khung dưới này nó hơi bị mềm một tí anh em ạ. Cho nên là bởi vì làm bằng luồng, chất lượng nó sẽ không bằng tre anh em nhá. Nó có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Thì đây nó bị gãy một tí thì anh em đã bó vào đây rồi. Và chiếc đuôi này thì hơi là to anh em nhá. Đấy, đây bên này cũng phải quấn vào này bởi vì luồng nó không chất lượng. Đấy, cầm lấy. Đó, thì ok anh em ơi. Nói chung ấy là để mà hoàn thiện xong con này ấy, các em đã phải mất cả một buổi chiều luôn, vài tiếng đồng hồ mới xong được con diều này. Bởi vì vót nó không như làm bằng cáp quang anh em ạ. Đó, thì bây giờ anh em sẽ đi dán keo con chó luôn anh em ơi. Lên cho nó một bộ áo mới, anh em đã sẵn sàng chưa? Đội Trẻ Châu đã hoàn thiện xong con diều này từ chiều hôm qua anh em nhá. Thì sáng hôm nay thì một số Trẻ Châu đã bỏ cuộc anh em ạ, bởi vì trời rất là mưa. Nhưng mà riêng có một em này đã gọi là bất chấp mưa gió để đến với gọi là con diều này. Thì hôm nay mình sẽ quay nốt con diều này để xem nó có lên hay không anh em nhá. Đấy, hôm qua các em rất là vất vả luôn, bởi vì anh em biết là làm con diều bằng vót bằng tre với luồng này thì phải vót rất là kỳ công luôn anh em ạ. Đấy, anh em có thể nhìn này, hôm nay gió rất là to và trời đang mưa anh em nhá. Đấy, thì con diều này mình chưa biết có lên hay không. Và hôm nay gió cực kỳ là to luôn anh em ạ. Đó, gió rất là to anh em nhá. Đấy, thì hôm nay có em này thì mình cũng sẽ vẫn quay anh em nhá. Đấy, thì phần thưởng nếu có ai ở lại thì vẫn trao cho người đó. Ok, và bây giờ sẽ đâm lên. Và con diều này rất là mềm, mình sợ gió này to quá sẽ không lên được anh em ạ. Đó, thì bây giờ sẽ đâm lên anh em nhá. Wow, lên. Ôi, ôi giời ơi. Miệng rồi anh em ơi. Gió quá to luôn anh em ơi. Gió to quá. Gió to quá anh em ơi. Bây giờ thì con diều này thì thực sự là nó bị nhẹ đầu anh em ạ. Nhẹ đầu thì bây giờ không làm cách nào được. Bây giờ chỉ có tìm một quả sáo để lắp lên thôi. Đấy, bây giờ em đâm lại thử xem nào. Mình nghĩ là gió nó to quá anh em ạ, chứ nếu mà tầm con diều này thì vẫn sẽ lên được anh em nhá. À, lên. Lên đấy. Ôi. Mình cầm một tay nên rất khó, vừa quay vừa gọi là cầm diều nên là rất là khó. Đây, giờ chuyển sang tay phải xem nào. Nào, lên. Lên rồi anh em ơi, lên rồi. Ôi, chịu gió ác luôn. Đấy anh em ơi, vừa nãy là chưa đủ gió anh em nhá. Và con này chịu gió nó hơi bị ngảnh một tí. Ủa, anh em ơi, mình không dám thả anh em ơi. Em ơi, ra cầm diều em. Ôi. Đấy, cầm quay. Trời ơi anh em ơi, lên đét luôn anh em ơi. Đấy, vừa nãy là quả đấy chưa có gió mấy anh em ạ. Đấy, em thả ra một tí nữa thôi. Đấy, nó hơi bị ngảnh về bên phải một tí anh em nhá.
Đấy, bởi vì trên tầng này gió rất là quẩn cho nên là vừa nãy cứ tưởng là nó không lên được anh em ạ. Đấy, anh em nhìn này. Lên đét luôn anh em ơi. Ngạnh rồi em ơi, ngạnh rồi, gió quẩn, kéo về, kéo về, kéo về em ơi. Kéo về, kéo về, kéo về. Đấy. Ui, ui, ui. Con này chịu gió to anh em nhá. Đấy, em chỉnh ảnh sang bên phải một tí đi em ơi. Đó, quá chi là ok luôn. Lên đét luôn anh em ơi. Chỉnh sang một tí thôi em. Đấy, anh em nhìn này. Con diều rất là mỏng manh, dễ vỡ luôn. Mà chịu gió cũng rất là tốt. Rồi. Đấy, bây giờ sẽ ra đâm một lần nữa. Và quả này nếu mà chịu gió tốt thì mình cũng sẽ đâm lên anh em nhé. Wow. Lên. Lên luôn anh em ơi, lên luôn. Mình thả luôn anh em ơi. Đấy, thả luôn anh em ạ. Ra cầm dây em ơi. Ồ, giờ thì lên đét rồi. Giờ thì không phải bàn rồi anh em ơi. Thả ra em ơi, thả ra. Thả dây, thả dây. Đấy, các em đang thả dây cật lực luôn anh em ơi. Lên đét luôn. Trời ơi, con diều chính mỹ anh em nhá. Đấy. Nét này nè luôn. Trời ơi. Lên rồi các bạn ơi. Lên rồi. Các bạn liền vào đây đăng ký cho anh Thuận con nào. Ôi trời ơi, niềm vui. Niềm vui đến luôn. Thả thế thôi em ơi, thả thế thôi. Mày thả nhiều quá tí đâm xuống không ấy đâu. Anh em ơi, lên đét luôn. Lên đét để đẹp luôn anh em nhá. Đó. Và nó gió to quá anh em ạ. Hôm nay gió to quá sức chịu đựng với con này luôn. Nhưng mà con này là một con chịu gió rất là tốt. Đó, mình chỉ sợ nó gãy thôi. Bởi vì là luồng nó không được như tre anh em ạ. Đó, anh em nhìn đét này đẹp luôn. Bây giờ em sẽ tìm một chỗ mà em cọc vào em ơi. Đây, em ra em cọc vào cái này em ơi. Đấy. Cọc với cái anten này có được không anh em? Úi xời anh em ơi, lên đứng luôn, lên đứng đét luôn anh em nhá. Video này thành công mỹ mãn rồi anh em ơi. Mình cứ sợ là anh em gọi là mất công 2 ngày rồi mà anh em làm lại không lên được thì lại khổ anh em quá anh em ạ. Đó, em tìm chỗ cột vào đi em ơi. Đấy anh em, dây đứng đét luôn. Đây mình cầm dây cho anh em xem nhá. Đấy, lên đứng đét luôn anh ơi. Nói chung là anh em kinh nghiệm mà vót tre, vót diều tre ấy cũng có thượng thừa luôn anh em nhá. Đấy, đứng đét luôn anh em nhá. Đó. Bây giờ cột ở đâu? Em cột dưới này này. Cột dưới này thì nó ok. Đây, để anh cầm cho. Em không cần phải cho cái đấy qua, em luồn qua thôi, luồn qua thôi đó. Gió rất là to anh em ạ. Mình rất sợ là nó bị trao xuống, nếu trao xuống sẽ trao vào những nhà khác. Và đằng xa xa kia là sông anh em nhá. Đấy, giờ đất chỉ có qua sông thôi anh em ạ. Thì dây này thì nói chung là chập đôi này anh em này. Dây này chập đôi nên là mình cũng không sợ cho lắm. Ui ôi ôi, gió to em ơi, gió to quá, gió to quá. Đó, ok các bạn ơi. Thì bây giờ khả năng là anh em mình phải kéo diều về. Bởi vì quay nó lên thế là xuất sắc mỹ mãn cho mọi người xem rồi. Thì bây giờ phải kéo diều về để gọi là bảo toàn long thể cho diều anh em nhá. Bởi vì hôm nay gió rất là to. Anh em nhìn cất đét luôn. Anh em nhìn cái chỗ dây đứng này. Cất lên đét luôn anh em nhá. Đấy, không có một lỗ hổng nào luôn. Không có một gọi là gọi sai sót cho con diều này luôn anh em ạ. Đó, thì bây giờ em sẽ kéo về và mình sẽ trao thưởng cho em anh em nhá. Ok. Đấy, gió rất to nên mình phải kéo về đi em ơi. Đó. Kéo về bởi vì bảo toàn cho diều. Bởi vì con diều này chịu gió thì chịu gió rồi. Nhưng mà gió này rất là to luôn anh em ơi. Mình không muốn là con diều này bị hỏng anh em ạ. Bởi vì kỷ niệm lần đầu tiên các em vót diều bằng tre. Cho nên là mình phải giữ diều. Đấy, em kéo từng chỗ một em ơi. Kéo từng chỗ một không là nó rắn dây. Đó, kéo về. Con này thì lên đét rồi anh em ạ. Cẩn thận rơi, cẩn thận rơi. Giờ rơi xuống dưới kia thì niệm luôn anh em ạ. Kéo cẩn thận vào em ơi, kéo cẩn thận vào em ơi, kéo cẩn thận vào. Đấy, em đang tích cực kéo diều về anh em nhá. Đó, lên đét này đẹp luôn, con diều chính mỹ. Vót bằng tre luồng anh em nhá. Đấy, kéo từng chỗ một, kéo từng chỗ một không là. Đấy. Tận tay, thử thách tận tay luôn, gió to lắm em ơi, không tận tay được đâu. Kìa, cẩn thận. Kìa. Tận tay anh em ơi, tận tay anh em ơi. Đó. Rất chi là hiền luôn anh em ạ. Đó, và buông một lúc thì nó cũng đã rùi hết cả dây bóng vào rồi anh em ơi. Và rất là mềm luôn. Anh em ơi, anh em nhìn luồng này. Anh em vót rất là bé nhưng mà nó chịu gió. Chịu gió rất tốt luôn anh em nhé. Đó. Ok
các bạn ơi, thì mình phải kéo con diều này về để bảo tàng lăng thể nha nhá. Hôm nay gió cực kỳ là to bởi vì ảnh hưởng bão ở đâu ấy, mình nghe thoáng thoáng qua. Cho nên là mình anh em đã mất công sức làm con diều này, mình phải giữ cho con diều này nguyên vẹn, không bị gãy anh em nhá. Ok anh em ơi. Thì như đầu video đã nói, nếu mà anh em vót diều tre luồng mà lên được, mình sẽ tặng 500k. Nhưng mà hôm nay chỉ có một mình em thôi. Đó, thì mình còn để lại phần quà cho những em kia hôm nay chưa đến anh em nhá. Thì hôm nay mình sẽ trao thưởng cho em này 200.000 anh em ơi. Đó, bởi vì công sức từ sáng giờ em lên trên này mưa gió đấy, thì 200.000 là xứng đáng anh em nhá. Ok. Đấy. Và 200.000 nha các bạn nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, và đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và một bình luận góp ý tưởng xuống bên dưới phía phần bình luận để mình có những ý tưởng để cho đội trẻ trâu làm anh em nhá. Và bây giờ bye bye, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Till I get up, time is